có một nguyên nhân rất là lớn dẫn đến website của bạn tải chậm, đó chính là dung lượng hình ảnh cao. Và khi website của bạn tải chậm thì người đọc sẽ phải chờ đợi lâu để có thể đọc nội dung trên website của bạn, và có thể khiến cho họ thoát ra và không truy cập vào website của bạn nữa, đồng nghĩa với các bạn có thể bị mất đơn hàng đó. Thế thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể tối ưu hình ảnh của mình, làm cho dung lượng ảnh nhẹ xuống trước khi các bạn tối ưu hình ảnh chuẩn SEO và đưa lên trên website. Để làm được điều này thì các bạn cần phải chuẩn bị cái hình ảnh ha. Ví dụ trong máy tính của mình thì mình đang có một cái bức ảnh phong cảnh, và cái dung lượng của hình ảnh này hiện tại là 216 KB. Và có thể các bạn sẽ gặp những cái hình ảnh cái dung lượng nó nhiều hơn cái hình ảnh này rất là nhiều lần, ví dụ như là vài mê chẳng hạn, và điều đó khiến cho website của bạn chạy chậm bất thường đấy. Và sau khi mà các bạn có ảnh rồi thì các bạn vào trong Google, các bạn gõ cái từ khóa này, nó rất là tuyệt vời và chúng ta sẽ có rất là nhiều cái công cụ để các bạn có thể dùng. Các bạn gõ là từ khóa là Optimize Image, các bạn gõ từ khóa này ha, và các bạn có thể chọn bất kỳ cái trang nào ở trên cái kết quả này. Ví dụ như mình sẽ chọn là cái trang này nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng bấm vào. Và đây chính là cái trang web hỗ trợ cho các bạn tối ưu dung lượng ảnh. Thì các bạn tải cái hình ảnh lên, các bạn bấm vào đây tải hình ảnh lên. Và các bạn chọn vào đây ha, chọn vào hình ảnh này, các bạn chọn là Open để hình ảnh được tải lên. Rồi, trang web này thông báo là cái dung lượng hình ảnh này nó đang được tối ưu hóa là 25%, 25% đó. Và dung lượng này nó còn chỉ là còn là 166.2 KB thôi đó. Và các bạn bấm nút download để tải cái hình ảnh này về. Chúng ta sẽ cùng mở ra xem nha. Đây, cùng là hình ảnh này nhưng mà nó chỉ có là 100+ KB thôi, và giảm rất là nhiều, giảm 25%. Có những cái hình ảnh rất là nặng và các bạn có thể giảm đến là 80+ luôn. Cái chất lượng hình ảnh thì có thể là sẽ bị giảm xuống một chút, nhưng mà không sao, các bạn tạm chấp nhận được. Nhưng mà quan trọng nhất là dung lượng hình ảnh nó được giảm xuống. Và khi các bạn đưa nhiều hình ảnh vào một cái bài viết ở trên website và hình ảnh của bạn đã được tối ưu rồi á, thì cái tốc độ tải cái bài viết trên web của bạn nó được nhanh hơn và người dùng không phải chờ lâu, và cái tỷ lệ thoát trang nó sẽ bị giảm xuống, nó sẽ được giảm xuống, và cơ hội để các bạn có thêm nhiều cái đơn hàng từ web của bạn được cao hơn. Thì các bạn lưu ý cái điểm này khi các bạn tối ưu hóa hình ảnh chuẩn SEO và đưa lên trên website nha. Rồi, và các bạn đã xem xong video này rồi. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích đối với bạn thì hãy bấm nút like vào video, cũng như bấm vào nút đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký, và bấm vào hình quả chuông để mỗi lần mình ra video giống như thế này thì các bạn chính là người sớm nhất nhận được những video từ mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.